Ok, lâu rồi các bạn chưa mời chơi channel của mình và mình chơi ra thì hôm nay mình sẽ đấu Arena. Ok. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thay vào đấu Arena nhá. Mình không thích đấu Arena lắm do là nó không công bằng. Cái thằng mạnh đấu thằng yếu đâu mạnh. Danh có rồi nhưng mà vẫn bị lằng nhằng của thế. Thế là không thích lắm. Vẫn phải đấu thôi. Đây là nơi duy nhất kiếm ra nhiều tiền nhất. I go first. Nó chơi khỉ điện à. Ấy da, chiến nhờ. Chết rồi, không mang con nào khác chiến này rồi, kệ vào. Đúng rồi, đấu luôn. Đấy đây. Chơi nào, đấu nào. Chơi tao hay điện kìa. Vãi biểu đấy. Làm sao, giải thích dạ, quất chết mẹ luôn. Mình chơi nhiều điện qua. Cá phát. Ốm này. Ui đau đây. Giờ đây tầm này không còn là đối thủ nữa rồi, khó. Xịt làm cái gì, xịt làm cái gì. Mày xịt làm cái gì, giờ để tao lại cho mày. Cay, cay luôn, cay luôn, cay dài vậy. Cay chưa em, cay chưa em. Đây anh cho em một cội nữa. Đà, chơi cái gì về ở đây, vòng xoáy tử thần. Chú, đây cho em thêm cái nữa. Dùng hai lọ được sướng nhỉ. Rồi mày bắn tao hơi đau đấy, chết con mẹ mày đi. Rồi bị cây cú. Rồi sao nó khỉ điện rồi. Khỉ điện ra. Đấy đấy, đấy tí. Ôi thôi làm rồi, không cho được. Sao đau đấy. Lượt tao. Lốc gió. Chà. Ok chưa? Chơi tiếp không? Đây là mình chơi hai con. Yếu vãi. Tôi phải khác tàu của mày tiếp. Chí. Ơi yếu nhỉ? Mít luôn. Quá non. Tăng đam, mắc đam nào. Rồi mắc đam mà chết. Ui dồi. Dựng energy ngoài ra, không xin yêu tao nha. Đây đây đây, hai cái chặt. Đi luôn. Cày đó, thì đi cày đó. Giờ người ta rồi. Giờ thích ta đang bắt đam rồi. Bắn thoải mái luôn. Sao nó cháu. À có con này à. Chơi mày luôn đi gì nữa. Extra. Sao nữa. Sao đấy. Mày làm gì tao. Hả mày gì tao hả. Sao nữa. Ui ôi ôi. Quá yếu. Quá thế nick. Rồi choáng luôn này. Tụt. Không đau lắm. Nhưng sao. Sao nữa. Ui giời, chơi bút máu à? Thích chơi thế không? Chơi mày luôn. Tao không chơi bình máu. Chỉ là mày thích chơi hay không thôi. Tao không chơi bình máu nha, chỉ mày thích hay không thôi. Mày dặm ba. Mày dặm tao cũng dặm. Tao dặm bay người mày luôn. Bình máu lên, bình máu lên em. Bình máu lên em. Bình máu lên. Chán à? Chán thôi, không đánh cái này nữa. Đá tảng. Phùm, đi một con, tuyệt vời luôn. Còn hai tiếp theo lách. Ui giời, nào đấm chết con này luôn tao nè. Ui giời, bút máu, thoải mái luôn. Cho mình bút máu thoải mái. Xong chưa? Về với anh nha, ok nha. Một hit nè, đau chưa con lợn này. Sao nữa, ui giời, thôi mẹ. Được, cái lưỡi một con này. Thằng nào mẹ muốn chết trước thì cứ lên. Lên bàn mổ, mày cho con này hay con chết trước. Thoải mái đi. Cho mày con này, một hiến này không? Chết luôn. Tuổi tôm tao luôn nhá. Sao nữa. Ui giời, con chim này tí tiệm máu này đánh cái gì nữa. Con gì mà đánh. Hả con gì mà đánh. Con cái gì đâu mà đánh. Con gì đâu mà đánh. Con gì đâu. Ui giời ghi bắp liền. Đánh phải đánh tới giọt máu cuối cùng đi. Để đánh gì ghi bắp này hỏng hết. Ui giời bà còn để sống sót. Thấy không. Tự kiểu quá phiếu. Ok. Oh my god. Đi sau rồi. Ui thôi. Ôi mày cơ sớm điền vừa đấy con ạ. Mình nhìn cái video không? Đúng rồi. Biết thế là tốt. Để tao đỡ phải tuần máu. Nên các bạn thì phải nâng cấp mắc 3 con. Cứ mắc 3 con thường. Lão tu nó sẽ tự rùi. Nó không gặp anh đâu. Adu. Kẻ này ngang nha. Úi dồi tao hơn tí. Tao đau hơn. Đau đấy. Nghe ốm. Không ốm nha.
Ui, chó này nó nhiều phản tác quá. Trên giờ phát hiện nó bao lớn hơn mình rồi. Ui hỏng rồi. Đi ôm, đi ôm. Ôm liền. Đâu đây. Từ từ. Để anh đổi hàng ha. Sao anh khó quá. Từ 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 từ. Không sao, không gì đâu ạ. Đù mẹ. Đổi hàng đi em. Đổi hàng đi, đừng đánh người chết nữa. Ui, tính nào đây máu không? Xanh máu không? Cho mày xanh máu. Anh giết mày luôn. Xong chưa? Mày xanh máu không? Rồi, tao cho mình máu mày. Đây, đây, đây. Tao còn chưa bị dính kia cơ. Mày chết con mẹ mày rồi. Chết con mẹ mày. Chả đau gì cả. Cái đấy. Làm sao? Cái nào này phải có lắm. Hổ lọ. Chiu chiu chiu. Cười. Ui, lại dùng bình máu. Ừ, dùng tiếp đi. Cứ dùng tiếp đi cháu. Dùng nhiều vào. Cứ dùng nhiều vào. Cứ xài nhiều vào cháu. Anh không nói gì đâu. Đây, anh cũng xài luôn. Ừ, xem nào nhiều mày vào. Đào solo là nhiều mày vào. Ui, rồi rồi. Thì tao thích chơi thế không? Nhưng mà không đủ đâu. Chưa đủ đâu. Chưa đủ đâu, chưa đủ đâu. Ta tiếp đây. Ây da, con chó này. Chưa bao giờ hơi bị khó chịu đấy. Có thể khó chịu ghê. Chó này thích chơi với mình nhỉ. Chó này nhá, tao khó chịu mày rồi đấy. Cho mày ăn báo luôn. Đi chết đấy. Tụt 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 tụt. À. Mày tiếc quá, tao có cạp độc chết mẹ mày. Rồi, ơi, khó nhỉ. Qua đây nhau tiếp đi. Có cái con này còn gì đó, lại nó đi. Lát bơm máu. Ừ, bơm tiếp đi. Bơm tiếp đi, cứ bơm đi. Cứ bơm khi nào mà mày giờ thấy hết bơm được rồi thì mày bơm tiếp. Ây ạ, đau. Thích bơm bơm không? Chơi mày luôn. Bơm tiếp. Con bơm là con đánh. Thoải mái đây. Đánh khi nào sức cạn lùi thôi. Thoải mái đi em. Tôi mới đi lên chỗ này cái thật đấy. Lũ chó này rất là khó chịu nha. Chó rất khó chịu nha. Nào làm gì đó. Bơm máu không? Định cái liệu ra rồi à? Chó này. Chó thật. Mẹ gặp cái liệu này mày. Mày gặp cái liệu này của tao hả mày? Cày lại nào. Còn gì nữa tao nói đi. Tao quất chết mẹ mày luôn này. Cày mẹ mày thật. Tao là tao cày mẹ mày. Nhảm hơi nhiều. Mày còn gì mày đánh nó đi. Đánh đi. Xích mẹ mày. Đổi hàng. Lóc gió. Còn ngựa mày. Chó này cay tức sự. Rất là cay cú thằng này nhé. Tiếp. Phải khô máu mày luôn. Mặc đam lên. Mặc đam lên. No, mày cũng bóng không? Mày cũng bóng không? Mà không. Ừ. À. Giành đích à. Cho giành đích mày gặp mạnh luôn này. Làm sao nữa ha? Sao nữa? Làm sao nữa? Nào, làm gì? Bơm pháo à? Cứ bơm đi. Thích bơm bao nhiêu thì bơm. Được, đéo được thì nào. Cho mày đi luôn. Cho mày đi luôn. Sao nữa? Giờ nick ra tiếp à? Ừ, cứ thoải mái đi. Tao còn nhiều thứ chơi mày lắm. Đây, bơm máu. Mày cho giờ nick ra mày sai con mẹ mày rồi. Headshot. Được cây, không đau lắm. Nó hết túi rồi, hay ba rồi. Còn cái nick của mình còn nhiều máu nhỉ? Vẫn còn trụ được khoảng 3 năm nữa. Vừa lo. Làm sao đó, đánh 4 tiếp đi. Lần sau tao cho mày 5 viện luôn. Bơm máu không? Chỉ đi giết này là không có đâu. Ui, nó giết được luôn kìa. Thằng chó này. Mẹ ơi, tao quay mày rồi đấy. 4 kem rồi đấy. Chó này nữa. Dám giết nick của tao, kiểu là căng chất đấy. Căng quá. Bắt hình mồ hôi đít. Bắt hình mồ hôi đít rồi. Căng quá. Đây, fail à. Lần sau tao giết mày. Lần tao chưa giết mày vội. Cho mày sống thêm lần nữa. Sống nốt cái lần này đi. Làm gì nó đi. Rồi. Tạm biệt cháu nhá. Game này kết thúc tại đây. Đánh này rất là mệt mỏi.
Cuối cùng thì cũng gặp được một đối thủ khá là sừng sỏ, đánh rất là chật vật mới thắng được. Chứ là trận này hay, rất hay. Ồ, lên đi trước rồi. Ồ, đúng là sau khi con này được update lên phát đã hàng cái chơi con này luôn, sợ là cả cái chơi con dùng nước luôn. Trời ngày con rồng rồi. Ồ, nó đi băng rồi. Đỡ tốn. Này con đỡ tốn. Đây là con gì à? Con bắp ấy. Con thử sao? Con sao gì? Dạ, ơ khỏi trắng. Con được người ra rồi. Con que gì vậy? Con que chưa? Alo. Cái nick 30 trận này có phải Duy đây. Sẽ Duy, sẽ Duy, sẽ Duy, sẽ Duy, Duy đấy. Anh cho chú mẹ cơ hội đi làm lại đây. Nghĩ lại rồi, cho con này đi. Khởi động một cách nhẹ nhàng thôi. Ok, nó bỏ trốn luôn rồi. Thằng này nó không biết up mà nó bỏ chạy luôn. Cái fan man. Anh biết fan bỏ chạy luôn. Glacier. Giờ ai chơi Glacier cấp 3 nữa. Giờ ai chơi con này nữa. Giờ con này chuyển hết sang cái con kia đánh rồi. Ây da ơi. Rồi ok, nó give up luôn. Thấy con bò mình phát nó give up luôn. Mày đánh con kia của tao một phát có súc vật. Mày đánh con kia của tao một phát xong mày give up. Mày chém dại thật. May mày cái một cái lượt đánh của mày nó không có nhiều đam lắm. Chứ không tao vả chết mẹ mày rồi đấy. Ok, gặp thanh niên con ngon rồi. Thanh niên con ngon rồi, đánh đi, đánh đi. Ui là trời, nó lên con này à, gì căng thế. Căng đấy, căng đấy, căng đấy. Được luôn chứ gì nữa. Ấy à, chơi toàn bộ khung nhìn của chú chấm muối này. Nhưng sao, anh rất khoái. Anh khá là khoái đội hình này. Trích điện, chiu chiu. Rồi, thôi em ơi, đừng có làm thế nữa. Ây da, thôi này, nó cứ búp nó cứ hồi máu búp giáp lìa hoài khó chịu quá. Vậy thằng này nó muốn đánh không muốn đánh công bằng à? Chính mày không muốn đánh công bằng nhé, chứ không phải tao không muốn đánh công bằng với mày nhé. Chính mày đã bắt tao phải dùng vũ lực. Yes, không nhiều đam lắm, nhưng mà kệ. Để tao giúp mày với thằng nào dễ hơn. Cạp một phát. Xong chưa? Tao kích điện mày. Để tao để mày có thể một lần thôi. Mày sẽ không còn thấy thiên đường đâu à. Ừ đúng rồi, mày sẽ không thấy thiên đường đâu. Mày chỉ thấy địa ngục nữa thôi. Mày còn không thấy được thiên đường đâu. Mà mày chỉ thấy địa ngục thôi con lợn ạ. Đây rồi. Còn máu cái đã. Chứ chứ. Cái này cánh căng đi mày. Đúng cách đánh máu chứ. Mẹ. Bây giờ đánh chất là đã bắt đầu là hồn. Nào sai đi không? Đam à? Ôi. Con mắc vừa đam nó phế vậy. Mắc vừa đam yếu sinh lý vậy. Cây đánh làm gì vậy? Thế thôi tao cho mày một bước lên thiên luôn. Bảo mày rồi bỏ cái này đi, đừng đánh cái này nữa. Khá đau, khá đau. Khá là đau, khá là đau. Khá là đau. Có là đâu đấy, nhưng mà tiếc quá, em không đủ trình độ đâu anh nha. Rồi, bọn này có bọn sức hack kia rồi. Thôi khỏi đổi đi. Cho nó cú đánh nó. Yếu quá. Chém chết luôn này. Chết luôn. Đây, đây mới gì à? Khí phách anh hùng. Đấy. Chơi đi giọt máu cuối cùng chứ không đi cái thằng trẻ trâu kia. Đánh cứ thèm chịu đánh đi giọt máu cuối cùng gì cả. Đánh người ta phải đánh giọt máu cuối cùng người ta mới bỏ cuộc đi. Hồi máu à? Được, đánh tao đi sao tao hồi máu nào. Khá là đau nhưng mà tao hồi máu. Chiu chiu. Ok. Mày cặp tao cặp lại mày có gì đâu. Được, ok chưa? Chúng ta hòa. Mình cùng nhau hòa. Sao nữa? Đánh đi, đánh đi đâu. Sao lại đổi cái này ra thế nào? Sao đổi cái này ra thế nào? Khá đau. Qua cái nick. Chiu, rồi ơi. Thôi, em đi luôn chứ gì nữa. Đi là đi luôn đi em ạ. Ở đi đi. Ui ơi, có bốn nước gì? Bắn nước là tao làm gì? Tao không thể bắn nước mày luôn. Tao không thể bắn nước mày cho mày đánh em phát nữa. Thế thì làm gì mày làm? Hết ra giường. Đau đấy. Giờ là tao phản đam. Con chó này. Headshot. Nửa cây.
Rồi qua sắp bị chết rồi. Không dám ra, sao mà dám được. Ra đấy sắp bị chết rồi gì nữa. Đau chưa em, đau chưa em. Mình sẽ nó hơn máu rồi. Giờ nó có combo kiểu gì mà giết được mình luôn thì may ra thắng được. Chứ không ăn được. Cầu vòng điếu gì. Đã bắn cầu vòng đi. Khá là đau. Đau đấy. Chết rồi, hỏng rồi. Má đã bắn cầu vòng cay quá. Ô, bốm chưa chết, bốm chưa chết. Mày làm sao, nhường tao à. Mày tao tiếp theo đây. Mày tao tiếp theo, tao cứ liệu mày luôn nào. Mày ra đây, mày dỡ đi. Mày dã còn chưa, tao xiên mày luôn à. Đợi nó cay lắm này, đợi nó cay lắm này. Nó không biết mày kêu này. Cười đó. Đó hết ba lô rồi. Chó hết ba lô rồi. Giờ mày làm sao. Ra con cuối cùng đi. Mày ra con cuối cùng đi. Ra đi. Ra đi. Mày không phải trốn. Trốn làm cái gì hả em. Cái này chuyện này thua chứ. À, chuyện này bye bye. Ok, tao gặp mày nhá. Ok, để bye bye nó lại. Đấy, chào lại. Đấy, phải chào lại. Lâu quá bay. Chào ai. Chào với tôi, ra đây. Cho con kia ra đây. Chiến đấu như một chiến binh đi. Đánh như một chiến binh đi. Bắn nó ra đây. Con lợn này. Mang ra đây kia. Thế cái đầu tư. Mà áo mang ra đây lâu tí rồi các này băng dài xong kết thúc rồi. Ok đi con đấy rồi. Rồi bây giờ mình cứ để đây thôi chứ nó thật điều là đánh tất cả tôi ra thật để trận này đánh cũng vui cũng căng. Ok các bạn xem video này các bạn thấy hay thì like cho mình một like cho kênh nhá. Ok bye bye các em.